Yes? My brother's watching here. Kenzo! Oh, Viper EPM! Oh, Boretta! Có thằng này có thằng nào khủng bố sao ta? Ban him rồi, để tao ban luôn. Thôi kệ nó đấy. Oh, Beckham! Giờ Việt Nam còn mỗi anh làm được game này thôi. Oh, đây là Black Beast farm mãi rồi. Liệu thắng được không? Rocket! Ah, yes, tôi định... cái tip, nice. Mệt quá nhỉ. Không có một phút của con Ram Rider. Lúc nãy vừa thắng cái game này luôn. Cũng là cái deck này. Và bây giờ chúng ta cần xem anh ta có thể thắng được hay không. Ủa, defend mượt quá. Bị 2 hit của Magic Angel hơi đau. Mà đánh cũng ghê. You make me feel... Ai tao bỏ thằng Net Twin. Thằng ấy. Makarios next season bro. Sorry. Lemon tea right now. I don't know. Yes, okay. I will ban someone spam on the book chest. If Viper not match up, she says no listen, they match up. Yeah, Viper. Yeah, of course, simply. Simple. Wow, 9 defense. Goblin. No hit. Oh, Ram Rider nó quá nhỏ. Never be wow. Defend hay quá. Master Hawk. Defend cái gì nó cũng ngoèn ngọt ạ. Hello bro, I can't hit Sir Healer. Ui, Rocket ở bên trái, Rocket bên trái. I see đâu. Rồi, chờ một block là hợp lý luôn. Ui, ngọt quá trời ạ. Defend được rồi đâu, quá tuyệt. Ui, Tornado kìa. Kéo Tornado hay quá. Đúng là chúng ta đang xem cái gì đây. Tornado khoa chuẩn luôn cả ba con nữa. Bích bắt bài luôn ở con Canon Cast. Tuyệt vời. Thực sự là xem Viper đúng là một cái điều gì đấy nó khác biệt so với những phần còn lại. Thực anh ta mà không được top 1 thì hơi phí quá. Ơ, lag game mà không hả? Thời điểm này thì có để lag game. Ơ, con Canon Cast thì lỗi rồi. Trời ơi, nó vào trụ mất rồi. Rất đau. Con Canon Cast bị lỗi. Có đẩy con Ngư Sở cho giờ chứ. Cái bầu giờ này á, không chơi được. Vừa Ram Rider lại vừa Electro. Trời ơi, chơi cái gì đây? Cô đang xem cái gì vậy? Con Hawk nó làm sao có thể đi được qua cái turn này? Rocket ha? Thôi không được rồi, khó quá. Ui, defend hay quá nhở? Lật ngược kèo kìa. Lật ngược kèo kìa. Funky Ride! Hit the Ram Rider, I need a lock, I see... I need a lock, wow! So sweet, and the last rocket coming! Rocket coming!
God Rocket coming. Wow. Tôi đã xem cái gì vậy? Đúng không? Oh my god it. I can't believe it in my eye. What's... Yeah, he is not human. What the hell? I'm no brain. Oh. Woo, my phone, my phone. Viper, Viper in game. No, no, Barrel, next time, next time. Đây, đây là Whispam và được sự, đúng là phải nít gọi là high skill. Đánh quá khó với những cái nick kiểu này. Let's go, Viper. Ông nào bị unfriend, sure, sợ gì? Tại vì là các gameplay mình để ra mà. Nói chung mình lúc mà mình đã là mình đã nói thẳng là mình sẽ live stream. Ok, nếu mà ad thì ok. Mà ngay từ ban đầu nó bọn nó cũng đã bảo rồi, nếu muốn ad thì nó đồng ý ad, không thôi. Mình cũng nói thẳng luôn. I love you, Emeril. Sao đâu? Thực ra cái việc matching á, cái việc matching match up hay là show như nào, đó là cái điều nó phụ thuộc vào cái hệ thống của game. Chứ các mình chỉ show bọn nó là các gợi ý là bây giờ các player nào đang chơi Xbox thì mình chỉ show vậy thôi. Thực ra cái việc mà mắc cặp nó khó lắm mà, tại vì cái top này không phải là top 200. Top này nó là top độ khoảng 400 gần. Mắc chắc việc matching bây giờ Snipe rất là khó. À, biết. Yeah, so what's this song? Ở trong cái club. Ooh, wow, Night Rockets. One hit hop, please. One hit hop. And by Winter. Rocket hop. Wow. Holy shit. Đây chính là gọi là master bậc thầy về đánh hot của Executioner. À đúng rồi, tích này khó đừng lag game giờ này các cháu ơi. Oh, Viper in game, thank you. And Muzi, no way. The last season he missed this deck and he lost. Come on! No way, Viper! Come on, Viper! The last season I remember he lost Muzi. This deck. Come on, good luck with the good luck. Oh, nice active King Tower. He need a lock, yes. One hit. Wow, nice. Focus until it's over. Yeah, wait but for fun. Good luck, Viper. Oh, for God. Good luck. Căng. He only lost his deck. His deck. One hit, hop. Muzi, wrong push the mini deca. Wrong position. Worst opinion. Yes, nice tornado. Wow. I'm corn broke. Oh. One hit hop, please. One hit hop. One hit. Nice. It's balance.
máu đang hiện tại rất là cân bằng luôn. Wow, Snipe defense. Nhưng mà defense như này được hơi lỗ. Thôi đừng đừng dùng một tornado, tên này là chết rồi. Thầy phá không đủ được. Nine poison, nine tornado. Wow, main nine tornado. Ôi, con Sion 2 hit. Má nó thật. Chắc con mày ở chắc con đây này. Đúng mày. Hóc đẩy lên đi. Hóc đẩy lên cho tôi đây đâu chưa? Tôi rồi. Tôi đây đó. Tôi hit rồi. Ok, one hit. Nice. Oh my god. I need a lock. Tôi không thở được. Ui, con sai lần mà đấm được. Mẹ, cho tôi lắc xin vậy. Cẩn thận, có magic cho nó bắn. Rồi, hay quá. Control game, mạng tornado. I need tornado. Nine tornado, and I need a lock. A rocket arm, rocket arm. Rocket arm, rocket. What the fuck? It's the best new play ever. It's the best new play ever, 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 ever. Damn it, the best gameplay ever, 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 holy shit! What the fuck? Wait, what if, let me check leaderboard. Oh, 5-1 again! Wow! Wow! Go Viper one more. Search me, please. Viper in game. Ta-ta! Ta-ta! Đúng cái tên rất thì là vui. Ta-ta! Rocket. Ba game đều một deck. Ba game liên tiếp một deck. Sợ vậy. Monkey, he need Monkey right. Ba Wish Farm liên tiếp. Anh Vinh ở đấy không? Thôi xong rồi. Nguy hiểm quá. Thảo Minh chuẩn vãi thường. May quá. Ủa Thảo Minh chuẩn vãi. Tata Wero, Yelich. Ok, Vero, ok, nice. 3 win, 3 matchup in rows. He need the respawn, respawn, respawn. And 2 game before he will win. Yeah. And right now, it's Vero. Top number 1 respawn player. Respawn player. Be careful. One hit hop, nice. Need a lock. Yes. Ôi, cannon. And goblin. Oh my god. Wow. Một tornado và một IC. Wow. Kéo chuẩn quá. Nó 3 lần nào. Đâu, nó 3 lần đâu. Nó gọi hơi broken một tí. 3 lần đi. Yes, number one player
Aguero, I'm sure. And the best player ever, Viper, Hulk Ignado. Viper có Facebook nhưng mà nó không ad nữa đâu. Viper 20 year, yearly. Oh no. Wow, block với lại có nó def defense nó sướng hẳn. Wow. Wow. Wow, defense. Defense nó bẻ rồi. Thực sự đây là phải nói cái mắt chắc nó quá tuyệt vời. Nếu mà trận này thua thì cũng quá tiếc quá. Mình nghĩ là lo thẳng thiệt. Tay to à? Tay to, tay nó phải to như mình. Tay quá to rồi, phải to rồi. Tay nó phải tay voi. Tay to như chân voi. Ui, Goblin defense hay quá nhỉ. Con Magic cả trời trước kịp bắn à. Wow. Wow. Cái thọ như cột nhà. Wow, wow, wow. Phải xem nó phải so. Lần đầu tiên mà ở đâu. Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy chán khi mà xem Viper đánh cả. Need a lot, yes. Ôi, may quá, Magic Archer nó không kịp bắn vào trong đấy. Phải giết được con Magic Archer, come on, Magic Archer spam. Need rocket, rocket, rocket. Monkey, alright, yes. And he will finish, oh, he finish, the last finish car. Rocket time! Rocket! Rocket time! Lock! Bandit on left, on right. Come on, push! No, không đủ Elise rồi! Không có đẹp như thế nào đây không? Wow! What the fuck? What the fuck? God, 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 eat him, eat him, eat him. So much love. Now a little bit late. Ooh! Wow! Waiting for my Zimmer chat. SK Mortan and Red Viper. Yeah. Love you! Love you! Chum chum chum. Yeah, this song is called For You. Did you ask Mortan? No. Mortan. Zip me. Oh, this person with Bomb Tower and No. Hack. Oh, I think Zip matchup for Moten. Cái gì? Thủ nhưng mà không được ấy, tại vì mắt con rất dễ bị Magic Archer cắn trộm. Rất khó để thủ ấy. Ơ, Monkey đâu? Lần này cũng chưa thả Monkey rồi. Thế nhưng không có Monkey. Đây là mini Becca. Và hình như là Earthquake, không lại là Rocket. Trường này là kèo giữa Pháp, trường này đánh cái đội nào nhỉ? Pháp trường này đánh cái đội nào đó?
Rồi xong rồi, con miner nó cắn rất là đau anh em ạ. Và đây là một cái deck cực kỳ là khó chịu. Hình như đây là một cái deck cực kỳ là khó chịu. Còn mini P.E.K.K.A hơi chậm nhưng mà vẫn có 2 hit từ Hawk, lát quá nhỉ. Đập rất cẩn thận con Vanky bởi vì là nó sẽ rất dễ bị bắn. Nó rất dễ bị vỡ đầu bởi con đấy. Ôi, bắt cũng vấp bích, con Van Executioner bị lỗi rồi. Bắt Executioner hơi sớm và như vậy thì rất là khó trong cái matchup này rồi. Thôi, đép đép từ tuần này chúng ta giữ được tuần sau. Xem một trận Legend, là Legend thôi thôi. Thời điểm này không có Legend hết. Mặc dù là rất yêu quý ông này nhưng mà... Ôi, Vogue Baker Minor Poison. Nice rồi đó. One hit, hop. Nice. Executioner không bắn được một cái dìu. Trời ơi, đen quá. Tornado, hình hit Tornado. Yeah. Đúng rồi, con IC nhưng mà thực ra con IC hơi sớm bởi vì là nó sẽ tưởng là bắt bài được con đã cần bass. Oh, lap up, hop lên. Hop lên, is this push hop lên and tornado. Còn được, rồi đúng rồi. Night tornado and it is a lot. Rocket, rocket time, rocket time, rocket time. Rocket time. What crazy. Mình có thể xem cái gì vậy? Hey. Yes, my favorite player. Holy shit. Tôi đang xem cái gì vậy? Holy shit. Subscribe.